Rạng sáng nay, Phu đã xuất sắc cầm hòa đội bóng thuộc nhóm đầu bảng Leader là Genoa. Ở trận đấu này, Quang Hải không xuất hiện trên ghế dự bị của Phu như kế hoạch ban đầu. Và hôm qua, tiền vệ người Việt Nam vẫn được huấn luyện viên Didier Tholo điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Phu và lẽ ra phải cùng với đội bóng này hành quân đến sân của Genoa. Tuy nhiên, Quang Hải đã xin huấn luyện viên người Pháp rút lui để xuống thi đấu cho đội B. Đây là động thái bất ngờ của Quang Hải nhưng phù hợp với tình cảnh của anh hiện nay. Từ lâu, Quang Hải không còn có cơ hội ra sân và phải liên tục ngồi dự bị. Lần gần nhất anh được huấn luyện viên Didier Tholo sử dụng là phút 90+2 trong trận hòa 2-2 với Anangi nhằm mục đích câu giờ. Phục Mercato cho biết, giới chủ Mỹ của Man United đề nghị bất kỳ nhà đầu tư nào muốn mua câu lạc bộ này phải trả 6 tỷ đô la. Tuy nhiên, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe chỉ đưa ra mức đề nghị không quá 4 tỷ đô. Đôi bên cần thời gian để tìm được tiếng nói chung. Bloomberg cho biết, ở lần đàm phán hiện tại, Sir Jim Ratcliffe nhờ đến sự tư vấn và hỗ trợ của hai ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản của Mỹ, Goldman Sachs và JP Morgan. Ông muốn đưa mình vào vị trí quan trọng trong ban điều hành của Man United nếu như thâu tóm thành công. Sir Jim Ratcliffe có khối tài sản ước tính 16,3 tỷ đô, khi ông trở thành người giàu nhất nước Anh và giàu thứ 111 trên thế giới. Ratcliffe là một fan của Man United từ nhỏ. Tập đoàn Ineos của ông hiện cũng đang sở hữu câu lạc bộ Nice tại Lyon. Vắng Messi và Mbappe, PSG đã nhận thất bại trước Monaco. Đây là trận thua thứ 3 của PSG trong 7 trận gần nhất tại Lyon. PSG cần phải nhanh chóng quên đi thất bại này vì trước mặt họ là trận đại chiến với Bayern Munich. Tuy nhiên, huấn luyện viên Christophe Galtier cũng không mấy lạc quan. Chúng tôi hiện tại đang rất yếu và tôi không thể không lo lắng. Đó là tình trạng hiện nay tôi không thể che giấu được. Tôi biết rất kỳ lạ khi nói điều này vì bạn là huấn luyện viên của PSG. Nhưng biết làm sao được, tôi đang xem xét sức khỏe và phong độ các cầu thủ để lựa chọn đội hình tối ưu. Tôi không nghĩ Mbappe sẽ ra sân. Vẫn còn nhiều trận đấu quan trọng khác và chúng tôi không muốn mạo hiểm. Tôi hy vọng Verratti, Messi và một số cầu thủ đã được nghỉ ngơi trong trận gặp Monaco để có thể thi đấu ngay từ đầu. Carlson Sport, Man United sẽ chi hàng triệu bảng để nâng cấp Carrington. Dự án cải tạo trung tâm huấn luyện của đội nhà sẽ được Man United khởi công vào mùa hè 2023. Nguồn tin này cũng cho biết, Man United sẽ xây thêm một khách sạn sang trọng tại Carrington. Tất cả những cơ sở vật chất hiện đại như sân tập trong nhà, phòng gym, bể bơi sẽ được làm mới hoặc tu sửa. Đặc biệt, Man United sẽ cho xây dựng một khu hiện đại, một khu phức hợp để các cầu thủ có thể tập yoga. Man United quyết định đại tu Carrington sau khi Ronaldo chê bai cơ sở vật chất lạc hậu tại nơi này. Ngoài những tuyên bố trên, Ronaldo còn công kích kịch liệt nhà Glazer, giới chủ của Man United, cựu huấn luyện viên của Quỷ Đỏ Rangnick và Erik ten Hag. Vì lý do này, nên tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bị cắt hợp đồng trước thời hạn vào cuối tháng 11 năm ngoái. Mbappe tự là mục tiêu theo đuổi số 1 của Real Madrid. Tuy nhiên, thay vì cập bến sân Bernabeu, chân sút người Pháp lại quyết định gia hạn hợp đồng với PSG đến năm 2025. Mặc dù đã có phong độ rất cao ở PSG, nhưng Mbappe vẫn có nguyện vọng được chuyển đến Real Madrid trong tương lai. Theo thông tin từ The Athletic, trong hợp đồng mà tiền đạo sinh năm 98 ký với PSG, có điều khoản được anh đơn phương chấm dứt hợp đồng vào mùa hè 2024. Căn cứ điều khoản này, nếu như Mbappe chấm dứt hợp đồng với PSG, anh có thể gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Hiện tại, Real Madrid đang gấp rút tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để thay cho Karim Benzema. Chiến thắng trước Al Hilal ở chung kết FIFA Club World Cup là lần thứ 5 trong lịch sử Real Madrid vô địch sân chơi này. Toni Kroos đã chơi cho Real Madrid 74 phút trước khi bị thay ra ngoài. Với chiếc vô địch FIFA Club World Cup, Toni Kroos đã lập kỷ lục siêu khủng khi có lần thứ 6 lên ngôi tại sân chơi này. Anh có 5 lần vô địch cùng Real Madrid vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018 và 2023. Trước đó, tiền vệ người Đức cũng đã vô địch cùng Bayern Munich vào năm 2013. Xếp sau Toni Kroos, trong danh sách những người vô địch FIFA Club World Cup nhiều nhất là Luka Modric, Nacho Fernandez, Dani Carvajal và Karim Benzema có cùng 5 lần vô địch.